rất thực tế, gần gũi với đời sống Dạ. cả trong đạo lẫn ngoài đời, và có một đặc điểm con nhận thấy rằng nó rất chân thực, thẳng thắn, vấn đề nào cũng rõ ràng, không như những giáo pháp của các môn phái khác. Nhưng chính vì điều đó mà một số người theo nguyên thủy, trong đó có cả con, đều kiểu có vẻ không được tín tâm. Tín tâm là kiểu mà phải lễ lạy, cầu khấn, khấn vái thần linh. Sự tín tâm đó đôi khi lại khiến con người không dám làm điều ác. Nhưng con thì khác, con đi chùa chỉ quan tâm đến những giáo pháp học hỏi, rất ít khi con lễ lạy cầu xin, và con bị người ta coi là theo đạo nhưng không tín. Họ còn bảo là theo đạo mà không tín tâm thì sẽ không đạt được gì. Riêng tín tâm thì con thấy bên Tịnh Độ Đại Thừa đều cực kỳ tín tâm, nhưng con lại thấy sự tín tâm này ở Nam Tông ít hơn và gần như không có. Vậy nên hiểu tín tâm và cách tín tâm làm sao cho đúng. Thưa quý vị đó, cái niềm tin đó, nó có nhiều cách để thể hiện. Nhưng mà niềm tin trong kinh tạng nó không giống như cái niềm tin mà bây giờ chúng ta hiểu. Cái niềm tin bây giờ chúng ta hiểu á, là phải quỳ lễ lạy khấn vái cầu xin chúng ta mới gọi là niềm tin. Nhưng mà niềm tin trong kinh tạng á, nó có ba cái loại niềm tin căn bản. Thứ nhất là chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Anh có tu như thế nào, anh có tông phái gì, anh có làm cái gì đi nữa, anh cũng phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Đây là niềm tin quan trọng. Xin lỗi. Chưa có. Dạ vâng, xin lỗi. Xin nói lại ha. Tức là đó, cái niềm tin ở thế gian thì nó không có giống như là cái niềm tin ở trong kinh tạng. Niềm tin ở thế gian á là một cái niềm tin là họ phải lễ lạy khấn vái cầu xin, rồi phải hành các cái gọi là các cái nghi thức, các cái giao điều, thì đó mới gọi là niềm tin. Nhưng mà niềm tin ở trong kinh tạng đó, nha, là thứ nhất nè, là phải có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Mọi việc đều có nhân có duyên. Khi mình tin đó là làm lành cho quả lành, làm ác cho quả ác. Nha, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Mà mình tin như vậy đó thì đó là người có đức tin. Quý vị kiểm tra kỹ lại coi, sư thấy hình như á là Nam Tông mình á nha, mình nói cho nó vui tí xíu, Nam Tông mình á, tin cái này á nó rất là vững. Ít nhất là mình phải tin nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai, mình tin Thế Tôn là bậc giác ngộ duy nhất. Bậc thầy chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ. Sư xin lỗi, từ duy nhất thì nó chưa chính xác, mà là vị chánh đẳng chánh giác duy nhất hiện tại ở thế gian này, ngài là bậc giác ngộ, đó là điều chắc chắn. Và ngài dạy chúng ta những điều đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Bên dưới ngài có các bậc A-la-hán cũng là các bậc giác ngộ. Các ngài là những vị đã đoạn tận hoàn toàn tất cả các phiền não, không còn những lậu hoặc. Các ngài không còn tái sanh nữa. Mình tin như vậy đó, tin vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn, tin vào sự giác ngộ của các bậc thánh, thì đó gọi là niềm tin. Chứ không phải mình quỳ lạy lễ rồi mình làm các cái nghi thức tôn giáo mới gọi là niềm tin. Và cái thứ ba đó là mình tin rằng giáo pháp, những lời dạy của Đức Thế Tôn chắc chắn phải đưa đến sự thoát khổ. Quý vị có tin như vậy hay không? Càng nghiên cứu mình càng tin cái điều đó thì đó gọi là niềm tin. Cho nên á, cái cách thể hiện niềm tin của người trí nặng về trí nó khác cách thể hiện niềm tin của người nặng về tính nha. Cái kiểu thể hiện niềm tin của người nặng về tính rất dễ đưa đến cái chuyện là mình thiếu trí, tức là cái sự cuồng tín dễ lắm. Nhưng mà cái niềm tin của cái người mà nặng về trí thì cái niềm tin của họ có chứng cớ, nhưng mà nên cẩn trọng nha. Có cái niềm tin của người mà thiên về trí thì rất dễ vướng vào cái gì, vướng vào cái này, đó là khi mà họ thực hành á và họ chứng đắc được một cái gì đó, hoặc là họ trải nghiệm một cái gì đó nhưng họ thực hành sai,
và cái thấy cái sự trải nghiệm của họ là một cái sự trải nghiệm nó bị sai, họ có thể vướng vào tà kiến và họ có thể tin vào cái tà kiến đó sống chết không thay đổi. Cho nên đó cũng là một cái mà chúng ta phải cẩn trọng nha. Đó. Thì về vấn đề này thì không biết là sư Tệ Tường có cái nhìn như thế nào. Dạ thưa Đại Đức và thưa quý vị, thì Đại Đức Hành Toại vừa nói về cái vấn đề niềm tin đó. Thật sự sư cũng rất là đồng ý về quan điểm của Đại Đức. Bởi vì ở đây con hỏi thì vị này nói là riêng về tín tâm, con thấy bên tịnh độ đại thừa đều cực kỳ tín tâm, nhưng con lại thấy sự tín tâm này ở Nam Tông ít hơn như không có. Thì có thể đây là một cái nhận định chủ quan, thưa vị, là chủ quan, chứ không đánh giá được chính xác đâu. Tại vì sao, thưa quý vị, khi mà nói về niềm tin hay là tín tâm không, hay là đức tin đó, đó là một yếu tố thuộc về nội tâm, mà trong vi diệu pháp đó chính là tâm sở tính. À, tâm sở tính thì quý vị biết rồi đó, đã nói về yếu tố nội tâm thì cho dù làm sao mình có thể hiểu được, mình thấy được qua cái giác quan của mình, mình nói là người đó là có tín tâm hay là không có tín tâm, ở đây tín tâm nhiều, ở kia tín tâm ít, ở đây tín tâm đúng, tín tâm sai, quý vị hiểu không ạ? Cái những gì thuộc về nội tâm thì đôi khi chính bản thân người đó có thể hiểu, sử dụng từ có thể hiểu đi nha, đúng không, chứ chưa chắc đã hiểu thực sự là mình có tín tâm nữa. Muốn hiểu được là phải học thứ. Thì ở đây sẽ có hai cái lời khuyên cho quý vị, hai cái lời khuyên dài hạn là như vậy, là riêng vị này là muốn hiểu rõ được á cái niềm tin chân chánh đúng như thế nào á, thì sắp tới để thành toại cũng có một lớp căn bản để mở lòng về biết thăm má vi diệu pháp đó, thì khi mà cái vị này là tham gia sẽ hiểu được rõ trong đó, để Đức Hạnh Toại sẽ dẫn, sẽ giảng rõ cái phần tâm sở tính, còn nói về bốn cái đặc tính, nói về bốn cái gọi là đặc tính, chức năng, biểu hiện, nguyên nhân gần của tâm sở tính, thì sẽ hiểu rõ hơn. Còn ở đây là còn vấn đề thứ hai là sư sẽ cho quý vị bảy cái chi pháp để bản thân từ Phật tử này và quý vị xem cái livestream này tự đánh giá mình, là xem mình có đủ bảy cái đức tính này không, tại vì đây là dấu hiệu người có niềm tin nơi tam bảo và hay biểu lộ những đặc tính như sau. Thì đặc tính thứ nhất á, là có tâm xả ly bố thí tài vật. Đặc tính thứ hai là mong mỏi được gặp thánh nhân. Đặc tính thứ ba là mong mỏi được nghe Phật pháp. Đặc tính thứ tư là thường có tâm hoan hỷ với việc thiện. Đặc tính thứ năm là ít khoe khoang về mình. Đặc tính thứ sáu là có sự chân thật không giả dối. Đặc tính thứ bảy là tịnh tính nơi đáng tịnh tính. Đây là bảy đặc tính mà dấu, hay gọi là dấu hiệu người có niềm tin nơi tam bảo hay biểu lộ những đặc tính đó. Bảy vừa đặc tính thì cái tài liệu vừa rồi sư vừa chích cho quý vị đó là được chích ở trong chú giải của quý sư Thiên Mắt Gác. Tức là chú giải của Thành Tịnh Đạo, thưa quý vị. Thì mong là qua đây quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cái niềm tin hay đức tin, hay đúng hơn là cái niềm tin chân chánh như thế nào. Và cũng xin kết thúc phần trả lời. Và như vậy thì sư nghĩ là quý vị không cần phải lo là người ta nói Nam Tông mình không có niềm tin ha. Bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.